Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện Vì sao nhà Trần có thể chiến thắng cả triệu quân Nguyên Mông. Phần 1: Đại Việt được thần Phật bảo hộ. Trong suốt lịch sử tồn tại của mình, dân tộc ta ghi dấu vào lịch sử thế giới với những chiến công nổi tiếng chống lại các kẻ thù mạnh nhất thế giới. Trong đó, 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh Đại Việt, tỏa sáng cho đến tận ngày nay. Một quốc gia nhỏ bé như cái nắm tay, dân số chưa đến 10 triệu mà đập tan 3 cuộc xâm lược của đế quốc mạnh nhất thế giới mọi thời đại. Điều này làm dấy lên rất nhiều hứng thú trong giới sử học, với rất nhiều công trình nghiên cứu về lý do làm nên chiến thắng này. Hôm nay, người viết Mạo Muội chia sẻ thêm một góc nhìn khác về chiến thắng oanh liệt kia, ngõ hầu làm phong phú thêm nhận thức của độc giả. Phần 1: Đại Việt, nơi được thần Phật lựa chọn để bảo tồn chính pháp. Đoạt sáo trương dương độ. Cầm hồ hàm tử quan, thái bình tu trí lực, vạn cổ thử giang san. Dịch nghĩa: trương dương cướp giáo giặc, hàm tử bắt quân thù, thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Tụng giá hoàn kinh sư Trần Quang Khải. Bài thơ vỏn vẹn 4 câu nhưng chứa đầy tự hào của thái sư Trần Quang Khải khi ca khúc khải hoàn về kinh đô sau chiến thắng hào hùng rực rỡ nhất mà đến ngày nay hậu thế vẫn lưu truyền. Trong suốt lịch sử tồn tại của mình, dân tộc ta ghi dấu vào lịch sử thế giới với những chiến công nổi tiếng chống lại các kẻ thù mạnh nhất thế giới. Trong đó, 3 lần chiến thắng quân Nguyên Mông là đỉnh cao của nghệ thuật chiến tranh Đại Việt, tỏa sáng cho đến tận ngày nay. Một quốc gia nhỏ bé như cái nắm tay, dân số chưa đến 10 triệu mà đập tan 3 cuộc xâm lược của đế quốc mạnh nhất thế giới. Điều này làm dấy lên rất nhiều hứng thú trong giới sử học, với rất nhiều công trình nghiên cứu về lý do làm nên chiến thắng này. Hôm nay người viết Mạo Muội chia sẻ thêm một góc nhìn khác về chiến thắng oanh liệt kia, ngõ hầu làm phong phú thêm nhận thức của độc giả. Cái nôi bảo tồn văn hóa truyền thống. Có thể quý vị đã biết, nước Nam ta ngay từ thời Bắc thuộc đã là điểm dừng chân của nhiều nhà tu hành đắc đạo để truyền bá Phật Pháp. Từ đó đã hình thành nên trung tâm Phật giáo lớn và lâu đời nhất, trước cả các trung tâm Phật giáo đầu tiên của Trung Quốc vào cuối đời nhà Hán. Theo Thiền Uyển Tập Anh, Luy Lâu hay còn gọi là Liên Lâu là lỵ sở địa phương của quận Giao Trì và cũng là thủ phủ của cả Giao Châu từ năm 111 trước Công Nguyên đến 106 trước Công Nguyên. Luy Lâu thời Bắc thuộc không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế, thương mại, trung tâm văn hóa, tôn giáo lớn và cổ xưa nhất của Việt Nam. Chính nơi đây đã hình thành một trung tâm Phật giáo vào thời điểm đầu Công Nguyên. Luy Lâu ngày nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Người đầu tiên đến Luy Lâu và dựng trung tâm Phật giáo ở đây là tu sĩ Ấn Độ Khâu Đà La. Các bộ kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã, Pháp Hoa Tam Muội là những bộ kinh xưa nhất trong hệ Bát Nhã đã được các tăng sĩ nghiên cứu và biên dịch tại Luy Lâu. Chính quốc sư Thông Biện Triều Lý trong lúc đàm đạo Phật Pháp với Nguyên Phi Ỷ Lan đã dẫn lời Pháp Sư Đàm Thiên cho biết: xứ Giao Châu có đường thông với Thiên Trúc, khi Phật Pháp mới đến Giang Đông chưa tới được khắp nơi thì ở Luy Lâu đã có 20 bảo tháp, độ được 500 vị tăng và dịch được 15 quyển kinh rồi. Chúng ta có thể thấy rằng vùng đất này đã tiếp nhận sự truyền thừa của chính Pháp hơn 1.000 năm từ thuộc Hán cho đến thời nhà Đinh, Lê và nhà Lý, cũng là một quốc gia Phật giáo thuần thành. Nhà Trần kế thừa nhà Lý cũng lại cổ suý đạo Phật. Các vua nhà Trần rất nhiều người đi tu và còn có người đắc đạo sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm nổi tiếng.
Chưa hết, với sự bình yên đắc địa của mình trong thời loạn thế, không chỉ Phật Pháp mà các tinh hoa văn hóa cổ xưa khác của Hán tộc cũng thi nhau chạy về phương Nam tìm nơi trú chân mà bảo toàn sở học của mình. Thời gian trôi qua, vùng đất Luy Lông ngày nay phồn vinh, hòa bình với những người dân ngoan đạo hiền hòa, cùng sự cai trị vô cùng sáng suốt của Thái Thú, Sĩ Nhiếp, một bậc đại nho chân chính, nhà nho giáo cũng như Phật giáo đã đồng tại, dung hợp với tín ngưỡng thần truyền vùng sở tại mà phát triển rất mạnh mẽ. Kết quả tất yếu là các tinh hoa khác của Hán tộc cũng như Thủy, Luyện, Đan, địa lý, quân sự đã tìm được một nơi yên lành để bảo tồn lưu lại cho đời sau, do lúc này Trung Quốc loạn lạc liên miên. Lời tựa sách Mâu Tử viết: sau khi Hán Linh Đế băng hà, thiên hạ nhiễu loạn, chỉ có Giao Châu là khá yên ổn. Lời bàn: văn hóa chính là gốc rễ của một dân tộc hùng mạnh và là nội lực đem lại sức mạnh chiến đấu, bảo vệ nó thoát khỏi mọi nguy cơ. Với bề dày nhiều nghìn năm văn hóa Việt cổ từ Văn Lang trước đây, dù bị đô hộ hàng nghìn năm, nhưng dân Việt ta đã dung nạp thành công những tinh hoa tốt nhất của văn hóa Hán và Phật giáo, đem lại sức sống mãnh liệt cho một cường quốc đang lên của khu vực thời bấy giờ trong xu thế đi xuống của Trung Hoa láng giềng. Đây là nền tảng sẽ đảm bảo cho chiến thắng của nhà Trần trước quân Nguyên Mông. Nơi được thần Phật lựa chọn để bảo tồn chính Pháp. Với sự tín phụng Phật Pháp của cả nước, từ vua đến dân suốt hai triều đại đều thi nhau hành thiện tích đức, Đại Việt nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh đầy ảm đạm của các quốc gia trên thế giới thời bấy giờ. Nhà Tống bước vào suy thoái với sự nổi lên đầy mạnh mẽ của các nước Liêu Hạ Kim và sau đó là Nguyên Mông hung hãn bậc nhất thế giới. Các quốc gia khác từ Âu đến Á cũng loạn lạc chiến tranh liên miên, khó có nơi nào mà từ vua đến dân tín phụng Phật Pháp và sống theo đạo. Đó cũng là lúc mà theo an bài của thiên thượng phải xảy ra chiến tranh loạn lạc để nhân loại trả nghiệp, thanh lý cõi trần đầy ô trọc này. Và Nguyên Mông chính là quân bài mạnh mẽ nhất để thực hiện điều này. Nhưng dù thanh lý thế nào đi nữa, vẫn phải còn những nơi lưu lại để bảo tồn Phật Pháp và làm mẫu cho người Trần biết rằng hành thiện tích đức, tín phụng chính Pháp chính là cách tốt nhất để đảm bảo sự trường cửu của quốc gia và an lạc của nhân dân. Thế nên, Đại Việt đã được thiên thượng lựa chọn và bảo hộ an toàn qua suốt hai triều Lý Trần, cũng như suốt ba cuộc xâm lăng của quân Nguyên Mông. Chính Tỳ Sa Môn Thiên Vương, một trong những hộ pháp của Phật, đã được trời phái xuống bảo hộ nước Nam ngay từ thời nhà Đinh. Nhà Đinh cũng là triều đại tín phụng Phật Pháp, rất nhiều quan lại đều là sư. Theo sách Thiền Uyển Tập Anh, Khuông Việt, năm 933 đến năm 1011, tên tục là Ngô Châu Lưu, là người truyền thừa đời thứ tư của dòng Thiền Vô Ngôn Thông, Khuông Việt học và đắc đạo với Vân Phong. Năm ngoài 40 tuổi, Khuông Việt được Đinh Tiên Hoàng trị vì từ năm 968 đến năm 979 mời vào triều hội kiến. Nhà vua kính trọng ông và phong cho ông chức tăng thống, sau đó còn ban cho danh hiệu Khuông Việt Thái Sư. Nhà Đinh suy tàn, nhà Tiền Lê nối tiếp. Dưới thời Lê Đại Hành, trị vì từ năm 980 đến năm 1005, Khuông Việt vẫn tiếp tục giữ những chức vụ cũ. Hơn nữa, ông còn được Lê Đại Hành mời tham dự vào tất cả các vấn đề quân sự và triều chính. Sách chép, Khuông Việt thường ngao du núi Vệ Linh, quận Bình Lỗ và yêu thích phong cảnh danh thắng. Sư định xây am và trụ trì ở đó. Một đêm, sư nằm mơ thấy có một thần nhân mặc áo giáp vàng, tay phải cầm hương vàng, tay trái cầm bảo tháp, đi theo là hơn 10 tùy tùng, trạng mạo dữ tợn. Thần nhân bước tới nói: ta là Tỳ Môn Thiên Vương, các tùy tùng của ta đều là dạ xoa. Thiên đế ra lệnh cho ta đến nước này để bảo vệ biên cương, khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh. Ta có duyên với ông, cho nên ta đến đây để ủy thác cho ông.
Khương Việt kinh hoàng tỉnh giấc, nghe thấy có tiếng gào thét trong núi, trong lòng lấy làm lạ lắm. Sáng ra, sư đi vào trong núi, thấy có một cội cây lớn cao hơn 10 trượng với cành lá sum suê, lại có một đám mây lành che phủ bên trên. Sư sai thợ đốn cây và tạc thành tượng thần đã thấy trong mơ và lập đền thờ. Vào năm Thiên Phúc thứ nhất, năm 981, quân Tống xâm nhập đánh phá, Lê Đại Hành hoàng đế có nghe câu chuyện kia, sai Khương Việt đến đền thờ cầu đảo. Quân Tống sợ hãi và bỏ chạy đến Ninh Giang ở Bảo Khẩu, lại thấy gió cuộn, sóng lớn nổi lên, giao long lồng lộn chồm tới, quân Tống hoàn toàn tan rã. Lời bàn: nhiều điều có thực trong lịch sử do thời gian quá lâu dài mà bị xem là điều huyền hoặc. Những thần tích mà Thượng Đế triển hiện cho nhân gian có khi bị coi là mê tín. Nhưng dù tin hay không thì luật của vũ trụ, tuần hoàn và nhân quả báo ứng là có thật. Niềm tin hướng thiện và sự tuân thủ giữ gìn đạo đức sẽ là điểm tựa vững chắc cho nền thái bình của một quốc gia. Nước Nam nhỏ bé Trần Triều có lẽ chính là một thần tích vô cùng đẹp mà Thượng Đế muốn để cho người đời mãi xem và ca tụng. Vâng thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.